Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay Huyền nhận được một đơn hàng đến từ nhãn hàng Vika. Thì cùng Huyền unbox ra xem thử trong đây gồm những gì nhá. Let's go. Đầu tiên là một quả bóng. Một quả bóng mọi người. Xin lỗi. Vàng vàng vàng. Lâu lâu. Đây là bộ sản phẩm Vika CB10 do anh Công Phượng làm người đại diện. Về có một hơi tóc Vika. Và một đôi giày mọi người ạ. Một đôi giày màu cam hồng. Hàng xinh xinh quá. Thì áo nhá. Túi xanh à. Có phải xé đâu nhỉ. Mình bảo anh bóc rồi đấy. Hơi gung, hơi gung. Yeah. Mọi người ơi, xinh lắm. Xinh quá mọi người ơi. Và đây là fanpage của nhãn hàng Vika. Thì mọi người hãy cùng truy cập vào fanpage đó để đem về cho mình bộ sản phẩm này nhé. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Vika rất là nhiều đã gửi tặng cho mình bộ sản phẩm này. Và mình mong rằng với đôi giày này thì mình sẽ ghi được nhiều bàn thắng hơn. Bye bye, hẹn gặp mọi người ở một video khác với đôi giày nha. Bye.